Rồi, hello, xin chào mọi người nha. Thì clip hôm nay mình lại tiếp tục đi thăm Bảy Đặng nha các bạn. Thì đầu video mình cũng xin chúc cho tất cả cô dì chú bác cùng anh chị em và bạn bè đồng nghiệp gần xa lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nha. Bữa giờ là ngày mưa quá bạn ơi, đi thất quá trời thất, không ra được clip cho bà con mình coi nữa. Rồi, không nói nhiều nữa, bây giờ trước khi đi thăm cái bảy đầu tiên này xin review hành trang này thăm Bảy Rặng nha cả nhà. Thì hành trang này thăm Bảy Rặng giống như mọi hôm thôi. Đây, cái phụ bảy này bị cậu tặc phá, giờ mình về mình sửa lại bạn, nhiều lắm. Giờ này là chuột nha bạn, bao lưới đường láng và lỗ lỗ gì này đó, vậy thôi. Đây, để mình tạo bọc máy, khi nào đến cái bẫy đầu tiên mình sẽ quay lại cho cả nhà mình xem nha. Nhà xem có ý mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha các bạn. Rồi, bây giờ thì xin mời cả nhà và các bạn cùng mình đi trải nghiệm thăm bẫy rắn nào, xem hôm nay có thành quả gì ngon ngon nha các bạn. Rồi, xin mời. À, thấy bữa giờ mưa nước chảy ghê. Ở đây trên bờ mà nước chảy này, rạc đó nó cũng ghê không bạn. Là suối ở dưới kia, đó có suối ở đó, mà nước chảy lên tới trên này bạn, ghê chưa? Nó cuộn lên trên này luôn, là nước lớn cỡ nào rồi các bạn? Cái này của mình ở đâu rồi? Cuộn trôi mất không biết. Chuột hư luôn bạn ơi. À, đặt cái phù vô đi tiếp bạn. À, cái tiếp theo nằm đâu đây không nhớ bạn ạ. À, đây cũng nhẹ te luôn. Này chuột con mà. Đây, phát vương rồi tiếp mà. Này mình còn cái nữa bạn. Lại giờ hai cái rồi bạn. Sợ thôi nha. Chết rồi, xong phim rồi. Cậu tặc khoảng nữa sao? Đâu? Bệnh mình ở đâu? Bệnh mình ở đâu ta? Đây đây đây, ô chuột từ trần hồi nào luôn bạn ơi. Ô, có dấu rắn gì vậy ta? Đặt cái bệ phù vô ra ngoài mình nghiên cứu lại các bạn. Tiếp tục nhé các bạn, sáng nay mình bận chuyện đi trễ nên bây giờ nặng quá nặng.
người người bên bên cạm cạm việc nắng hơn nữa đuối luôn ạ. Có hoành mà vừa chắc cũng được gần 3 lạng. À, đặt cái bể phù vô lên trên bác. À, bác em hộ hành này ra bạn ơi. Quá nắp chỗ này bắt rồi. Ngon ạ. À, cho vô đi tiếp bạn ơi. Tiếp tục như vậy. Cái này chuột từ trần đâu mất tiêu rồi. Chuột hư bạn ơi. À, tiếp tục đi thôi. À, tiếp tục bạn ơi. Đỡ hơn con này, con này bắt được các bạn, con này chắc gần 2 lạng, 2 lạng này. Đặt cái bể phù vô ra ngoài bắt nó, con này chắc 2 lạng, hơn 2 lạng bạn ạ. Phần đây nó chưa lên trên chứ xuống dưới. Đường trên nó chưa đi, đi đường dưới. Hai đạn rồi, đi tiếp bạn ạ. Anh còn cài bằng nhìn vô thấy trong lòng có cỏ gì bạn ngăn ngắn. Ô người bạn. Khá khá. À, đặt bể hồ vô lên trên mình bắt như vậy. À, mình bắt em mọi người đã đúng không bạn ơi? Tay không biết ai làm gì mà chặt tay luôn.
Ê, nhanh mà. Rồi, đi tiếp bạn ơi. Đây, này mình còn cái nữa bạn. Như là cục từ tầng rồi gì ạ? Chuột hư sớm ạ. Ồ, hai cốt nữa. Tiếp tục bà. Từ trần cái gì bạn ơi, đúng rồi, ổ hành nhỏ quá nè, làm không lại con chuột bạn, đặt cái phụ ra ngoài mình xử lý cái này các bạn. Tiếp tục nữa bạn, đây mình còn cái nữa, đó, chân nhỏ nhỏ bạn ơi, bên kia chỗ không? Cái nhà người ta là bên cái suối. Chuột hư nữa bạn ơi. Chuột hư mất tiêu rồi. Ngon ghê, chuột hư không? Đặt cái bể phù vô đi tiếp. À, tiếp tục bằng ơi. Hôm nay là lộ tát đầu luôn rồi. Ngọt nữa không rồi. Đi lộn đường bạn ạ. Đâu ta? Đâu ta? À đúng rồi. Đi đầu phóng đường. Không chuột con luôn. Phát lương, chuột chạy ra kêu phát lương, phát lương. À, tiếp tục đi bạn. Mình thấy chỗ này ngon quá bạn. Mình đặt thử hai cái bể tròn nay được 3 đêm mà không biết có gì không. Này ngon lắm ạ, đã lắm. Bể tròn hết ý. Có một mình tăng cường thêm mà. Đây một cái. Ồ mình thấy rồi bạn ơi. Này chỗ này có nha bạn. Này chôn mặt mạ bạn ơi. Rồi diện hai chân cửa luôn, sao thật được. Đây thổ bậy bên trên này bạn. À thổ bậy đây bạn. Con này nhỏ lắm.
đèn ọp máy. À, để dừng máy bắt mà. Rồi, bắt em này ra bạn ơi. Con này nó là ghê quá bạn ơi, bắt vô bao rồi bỏ là kinh luôn, là quá là luôn. Ở đây mình còn cái nữa bạn, để dọn đây bạn, à, quá trời ra mày. Là sợ luôn. Con này mới vô còn sức để ra. Tại mình mới bỏ 3 đêm bạn ạ. Ô cái này bật nữa bạn ơi. Đây, vậy bên đây. Vậy đây bạn. Bạn đạp đây. Ôi, nó kẹo đi đâu rồi ta? Ôi, kẹo qua bên này bạn ơi. Ờ, con chuột con nhum dần dần luôn. Ờ, nghe chuột con khe không bạn? Ủa, ghê vậy. Ờ, qua bên kia hàng rào luôn, sao qua được ta? Không phải trong con này con kẹt này mình không quay cảnh bắt nó bằng giờ nó ọp mày bắt lạc ra coi nó bự hay nhỏ. À, mình mới bắt chuột xong rồi, chuột này chắc cực kỹ bạn, em thôi thôi luôn quá phê. À, đến gà đài bậy bạn, tiếp tục nhé các bạn. Hôm nay bạn vô hang lột da hay gì các bạn ơi, đi bạn ít quá, chịu thăm thăm mấy con chuột cái còn sống hay chết. Hơi trong đâu này trọng lòng đi. Ồ, nặng nặng luôn á.
Hộ mèo nữa bạn ơi. Hộ mèo dữ chứ. Mèo cả. Mày mở lột da luôn gì á. Bự con này cũng khá to bạn. Hộ mèo giờ là to bạn. Đặt bẹo hũ vô lên trên kiểm tra lại nha bạn. À, đưa lên trên mà con này là mở vô là mày ăn, đang gọi chuột ra kìa. Đặng đây là rặng hổ mèo nha bạn, nó cũng thuộc loại dòng rặng hổ mang nha bạn, hay còn gọi là hổ mang xiêm bạn. Con này nguy hiểm hơn, vừa có cặn có nọc độc, vừa nguy hiểm các bạn, biết phun nọc độc luôn ạ. Con này mở vô phù mang lên coi, không chịu phù mang. Bắt em mà ra bà. À, tranh thủ bắt em hộ mèo ở đó nha bạn. Thì bao rồi, chắc ăn rồi. Đâu nó quay qua kia bạn ơi. Không chịu ra bạn. Bắt con hổ mèo này tốn thời gian lắm mà, mà cuối cùng cũng cho nó ra được. À, tiếp tục đi thôi bạn. À, tiếp tục nha các bạn. Cái này
Đây mình có cái này chuyện vừa rồi chuyện em hộ ngừa chút xíu xíu thả luôn ạ. Gai gai này ghê lắm như vậy. Đuôi ở chân chuyện này nhìn vô như chuột từ trần hay gì á, nguyên ùn nguyên động đất luôn. Rồi chuột hy sinh mà đại hồ vô đi tiếp bạn. Mình vừa đi thăm em cái nữa không có bạn ạ, trưa nặng mà đi thăm không có mệt lắm ạ. Rồi, video mình xin được kết thúc tại đây các bạn. Các bạn xem video của mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Giờ tranh thủ về bạn ạ. Nặng quá nặng à.